Măng thì phải cắt thành mảnh dài rồi nấu, sau đó vớt lên vắt khô nước, cuối cùng là phơi khô thì có thể cắt đi rồi. Ô thì có thể trực tiếp phơi khô bảo quản. Thịt muối thì cần dùng nhiều muối ướp đều. Giãn trúc hái xong dễ miên miên rồi, phải xử lý thế nào đây? Dễ miên miên muốn làm thành bột trước hết phải cắt sợi rồi ngâm trong nước. Tinh, phát hiện giống mới. Bạch la la, chua cay, ngọt ngào, giòn giòn mọng nước, có thể ăn được. Đây là củ cải trắng à? Cái này ngươi nhổ ở đâu ra đấy? Hả? Có lẽ là lúc nhổ dễ miên miên không cẩn thận nhổ phải. Cái thứ này thì làm sao? Cái này gọi là bạch la la, cũng có thể ăn được. Hơn nữa còn có thể phơi khô để dành. Có thể phơi khô để dành, tốt quá rồi. Lại thêm một loại thức ăn tích trữ. Thế này thì cho dù mùa xuân với mùa hè cũng không lo chết đói nữa. Thế mùa đông mọi người thiếu hụt đồ ăn thì là chuyện thường tình, nhưng sao ngày thường cũng lại đói bụng thế? Bọn ta sinh sống ở hoang mạc Tây Bắc, ở đó thiếu thốn tài nguyên, đi săn phải tới rừng ở rất xa, nhưng mà cho dù mang được thú săn về, thời tiết quá nóng cũng bị thối rất nhanh. Tộc nhân chết vì đói mỗi năm đều đếm không xuể. Bọn ta muốn sinh tồn, muốn tiếp tục sống, chỉ có thể cướp thức ăn của thú nhân thôi. Hóa ra đây là nguyên nhân mà bán thú nhân đi cướp đồ của thú nhân trong các bộ lạc sao? Mình còn tưởng là, mặc dù mình không đồng tình với các cách làm hại người khác để bản thân tiếp tục sống thế này, nhưng cũng không thể chỉ trích. Thật ra, ta còn biết những thức ăn có thể để dành khác nữa, nhưng mà phải cần các ngươi mang thực vật đến đây để ta nhận dạng. Chí ít mình có thể dùng cách của bản thân để giúp bọn họ sống sót tốt hơn. Không vấn đề gì, ta sẽ mang thực vật trong rừng đến ngay. Không cần phải thế đâu. Quả này rất chua, ăn trực tiếp thì vị không ngon lắm. Có thể phơi khô xong ngâm đường, vừa ngon lại vừa để được lâu. Có rất nhiều loại quả có thể làm như vậy. Toan điểm điểm, mùi vị chua chát, có thể ăn. Cái này có độc, ăn là bị tiêu chảy đấy. Quả dại không tên, quả đắng chát, có độc và gây tiêu chảy. Ăn cơm thôi, Doãn Trúc. Chúng ta mau đi ăn cơm đi. Được. Đây đều là món được làm theo cách của cô hả? Thần kỳ thật đấy. Đúng, ngươi mau thử xem có ngon không? Được. Ngon quá đi mất. Không ngờ là nội tạng hôi thối sau khi xử lý lại có thể ngon thế này. Doãn Trúc giỏi ghê, không chỉ nhận biết được nhiều loại thực vật, còn biết cách làm cho thức ăn ngon miệng hơn nữa. Đúng đó, đúng đó. Cách ô này ngon ghê á. Quả là giống vị sứ giả được thú thần phái đến cứu giúp chúng ta. Thành chủ, thật ra ta chỉ dạy các ngươi một vài cách, đến cuối cùng có thể khiến cuộc sống của các ngươi tốt lên vẫn là nhờ vào sự nỗ lực của các ngươi. Ngài thật sự không giữ Doãn Trúc lại sao? Cô ấy không sợ chúng ta chút nào, còn suy nghĩ cho chúng ta như vậy, để vuột mất là. Ngươi đừng khuyên ta nữa, ta đã quyết định rồi, sẽ đưa cô ấy quay về. Nhưng mà trước đó, ta phải diệt trừ những người đã từng làm hại cô ấy.
A, mục tinh, đưa ta đi được không? Hu hu, ta không muốn đến nơi thần phạt đâu. Tô Phi, ta đồng ý với nàng. Nàng kêu lớn lên chút. Thủ vệ ở bên ngoài đã bị ta đánh ngất rồi. Bộ lạc đại trạch, Doãn Trúc, chờ ta trốn ra ngoài, ta nhất định bắt các ngươi trả giá.